Vâng, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Cái bây giờ hôm trước thì tôi có giới thiệu cho các anh em vài loại dụng cụ để anh em chơi bộ môn bầu cua và chơi tài xỉu rồi. Còn hôm nay thì quay trở lại với cái bộ môn tài bài 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 lá anh em. Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm để cho anh em chơi chơi bài, tôi thấy nó rất là hiệu quả luôn và giá thành của nó cũng rất là mềm. Đây, xin giới thiệu với anh em là những cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài nha anh em. Bộ kính này á thì anh em chơi đi chơi bài á thì rất là hiệu quả. Chơi bài y chang như chơi bài ngửa thì làm sao mà anh em thua được, đúng không? Đó, như thằng bài mà cao về vậy khi mà anh em sử dụng cái loại này. Đó, anh em chỉ chơi cái sản phẩm này rất rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần thả cái bộ bài của anh vào sân chơi. Đeo kính áp tròng này vào trong mắt. Chơi bài nó giống như thằng bài nhập. Đấy, giống như bên ma cao về. Chơi bài y chang như chơi bài ngửa nên khả năng giành phần thắng của cái sản phẩm này á, của ván bài khi mà anh em chơi á, sầm sới cho anh em chơi thì rất là cao, nó là 99% thì thắng, đen lắm mới thua thôi. Anh em cứ tưởng tượng mà chơi bài mà chơi như chơi bài ngửa như thế này làm sao mà anh em thua được, đúng không? Chơi xì tố xì lát phạm thiết câu cá mà chia như thế này thì thôi ha. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Đấy, để đến điều đó thì anh em hãy sở hữu cho mình một bộ kính áp tròng nha anh em. Và một kính áp tròng này cơ sở tôi thì nhập về và phân phối nó tầm 6 bài loại thôi gì đó thôi. Còn trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều mẫu, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có cả mấy chục loại, loại tốt cũng có, loại dở cũng có, Hàn Quốc, Đài Loan các kiểu rất là nhiều. Cơ sở tôi thì chắc chắn là không có nhập về hết cho anh em được, nên đó là chỉ nhập về đây là những cái loại cơ bản đeo vào á, và đeo vào thì nó không có bị tình trạng đỏ mắt, chảy nước mắt và cay mắt nha, tại vì đó là sản phẩm được nhập trực tiếp từ nhà máy về. Những cái cơ sở, nói chung là cơ sở của tôi thì nhiều bán hàng những cái sản phẩm á thì bán hàng chất lượng thôi, hàng như thế nào thì nói như vậy, nên đó là mình không phải lăn tăn về vấn đề đó đâu. Anh em đeo những loại kính này á thì nó không có bị tình trạng đỏ mắt, chảy nước mắt và cay mắt đâu, nên đó là mình không phải lăn tăn nha. Và đặc biệt hơn nữa thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu á thì hãy liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình đó anh em, 079 791 túi ba, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sở hữu cái loại kính nó phù hợp. Tại vì đó là ra ngoài đường á thì anh em có thể thấy có người mắt to, có người mắt nhỏ. À, mắt to thì phải dùng cái tròng kính bự, mắt nhỏ thì dùng kính tròng kính nhỏ để nó phù hợp để anh em chơi mới ok lâu dài được, tránh tình trạng là mắt bự chà bá mà đeo kính mấy tí thì nó sẽ làm cho cái mắt mình nó sẽ dịch liên tục quá anh em, nên nó là nhìn bài nó quá rõ và nó làm cho cái mắt mình bị chảy nước mắt và đỏ mắt thôi. Hoặc là ngược lại nha, cái mắt bé tí mà đeo cái tròng bự, hoặc là mắt bự mà đeo tròng nhỏ thì nó nói chung là nó không có phù hợp. Mắt bự thì mình phải sử dụng loại kính nó phù hợp với mắt của mình, mắt nhỏ thì cũng vậy thôi, nên đó là anh em là có nhu cầu thì hãy liên hệ tới số điện thoại thì tôi sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn nha. Còn kính đó thì tôi giới thiệu sơ qua vài loại bên cơ sở tôi phân phối này. Đây, kính của Mỹ này, loại này thì chắc không còn xa lạ gì đối với những anh em nào từng chơi kính rồi đúng không? Cái sản phẩm này là kính của Mỹ ha, đây là cái mẫu nói chung là cổ điển rồi, hộp gỗ nha, đây là cổ điển rồi đó. Và cái loại này thì cũng rất là thâm dụng, 100 người từng dùng kính áp tròng ở Việt Nam thì tôi chắc chắn là hơn 80 người từng dùng qua loại kính này rồi, nó rất là thâm dụng anh em ha, rất là ok luôn. À, không có kén người dùng nên nó là rất là thông dụng luôn. Và cái loại này thì cũng có hai cái mẫu anh em, một cái trong kính bự và trong kính nhỏ để cho anh em lựa chọn ha. Và tiếp theo là kính của Mỹ luôn, đây là phiên bản cải tiến năm 2021 nha, thiết kế nhỏ gọn hơn, công năng sử dụng của nó cũng đầy đủ và thậm chí là trang bị cho anh em thêm một cái dụng cụ, tôi thấy nó cũng rất là hay. Đây là kính của Mỹ nè, đây là kính mẫu mới đúng không, là có hai màu, màu xanh và màu đỏ, là cơ sở tôi có nhập về hai màu đây, tùy theo sở thích của anh em lấy về xài thôi. Giống như cái bệnh phong thủy đó anh em, người hợp màu đỏ thì nên lấy màu kính này thôi, còn cái loại hợp màu xanh thì anh em dùng kính màu xanh, loại kính màu xanh thôi, không gì hết nha, tùy theo sở thích của anh em. Còn cái chất lượng bên trong á, thì nó cũng ok và như nhau hết anh em. Cái loại này thì cái cặp mắt len nó được để vào trong cái loại thủy tinh để chung nha, nó tiết kiệm không gian hơn và tiền bạc đó anh em. Và cái này là dụng cụ đeo nè, dụng cụ đeo cây gấp cây đeo, và cái này là dụng cụ để chơi xa thôi. À, cái này thì nó trang bị cho anh em thêm cái gương nữa nè, cái gương này thì nó rất là tiện lợi luôn, nhỏ nhỏ mình có bỏ nha. Những anh em mới tập chơi đó thì cái này rất là tiện lợi nè, rất là cần thiết luôn á, thì mình mới tập chơi mà tất nhiên là nó đeo kính này nó có cái vấn đề trục trặc và nói chung là nó khó mang hơn đấy. Mình đeo rồi thì nó đơn giản rồi, còn những người chưa mang thì có thể lấy cái loại này nè. Đó, cái này thì nó có cái gương rồi đó anh em, nó rất là tiện lợi để cho anh em dễ dàng để mang vào trong mắt hơn. Đó, tôi thấy rất là hay nha, nhỏ nhưng mà nó đầy đủ công năng nha. Và cả anh em nào không có muốn dùng kính của Mỹ đó thì có thể dùng kính của Hàn Quốc cũng được nè, đây là kính của Hàn Quốc nè. Này đó, sản phẩm này là thích hợp cho những anh em nào mà tròng mắt nhỏ mà muốn nhìn bài rõ thì có thể lấy là kính này về mình xài này ha. Cái sản phẩm này thì được nhập trực tiếp từ nhà máy về rồi nên chất lượng của nó thì anh em không phải lo đâu. Sản phẩm sẽ được ép seal hết như thế này, bóc seal là mất tem ha, nên chất lượng của nó khi mà vận chuyển thì không thể nào thay đổi được.
và những cái thông số của thuộc của nhà máy á, thì anh em có thể tham khảo qua này, anh em có thể ha. Cái sản phẩm kính này thì nó có độ xuyên của nó cũng vừa phải, nên nó là mình nhìn bài thì nó rõ nhưng mà nhìn cảnh vật hơi tối nha, tùy theo cái sở thích mà anh em lựa chọn nha. Đó. Cái này thấy rất hay. Và tôi nhắc luôn cho anh em á, là khi mà anh em muốn sở hữu cái kính đó thì anh em phải tìm hiểu cái thiệt là kỹ của chất lượng của con lens này nè, nó ok không. Tại vì là cái chất lượng này quyết định là cái đôi mắt của mình khi mà anh em sử dụng nó có bị đỏ mắt hay cay mắt hay không á anh em. Đó, cái này khi cặp mắt lens này cũng giống như là cái động cơ ô tô xe máy của sản phẩm gì đó, là nó linh hồn của sản phẩm, nên nó là mình phải sở hữu cho thiệt là kỹ nha. Mình đỏ mắt hay không, chảy nước mắt hay không là cái chất lượng của con lens này quyết định tới hơn 80% lận, còn 10-15% còn lại là do cái cách mang và cách bảo quản. Cái đó thì khi nào anh em mua thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn nha. Đấy, nên nó là mình phải lưu ý. Cái này là dùng tặng cho anh em, cho anh em thêm cái dụng cụ để chơi xa nữa này. Cái này thì rất là tiện lợi. Và cái loại kính cuối cùng tôi giới thiệu cho anh em hôm nay là loại kính áp tròng của Nhật Bản. Cái loại này thì thích hợp cho những anh em nào trong mắt yếu, mắt kém, mắt mờ thì có thể lấy cái kính này về mình xài. Mặc dù giá thành có cao hơn một tí nhưng mà sử dụng được cái rất ok và hiệu quả luôn. Cái tròng mắt á, thì nó rất là mỏng luôn anh em. Anh em đeo vào trong mắt á, thì giống như là không mang vậy đó. Giống như mình không đeo kính đó anh em, nên nó là mình sẽ chơi được, đeo được lâu hơn. Và cái độ êm của cái này á thì có thừa luôn anh em. Nên nó là cái sản phẩm này á thì anh em rất là đáng đồng tiền bát gạo ha. Những cái thông số kỹ thuật của nhà máy á thì ghi hết bên ngoài này này. Đó, cái sản phẩm kính được ép siêu hết nên chất lượng của nó thì anh em không phải lo rồi. Anh em có thể tham khảo những cái thông số này ở phía mặt sau nha. Đó, đầy đủ hết cặp mắt lens này. Và nhà sản xuất còn rất là tâm lý không kém nữa, tặng kèm cho anh em thêm một cái dụng cụ để cho anh em rửa mắt lens nữa. Cái này tôi thấy rất là hay. Những anh em nào mới chơi thì không chắc có thể không biết cái loại này, còn những anh em nào mà chơi lâu rồi đó anh em. À, thì tất nhiên là một thời gian thì một cái tháng gì đó thì cái mắt kính nó sẽ đóng gang và đóng cặn. Những lúc đó thì anh em có thể để vào trong đây này, anh em xoay vài vòng thì nó sẽ sạch như mới, thì anh em có thể đeo lâu dài hơn nha. Đó là dụng đây dụng cụ đi chơi xa. Đấy, đây đầy đủ hết nha. Nên đó là khi nào anh em có nhu cầu muốn sở hữu cái loại kính đó, thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình trên thì tôi sẽ tư vấn kỹ cho. Rồi tiếp theo video thì giờ tôi sẽ đeo kính áp tròng vào trong cái mắt camera để cho những anh em nào mà mới tập chơi hay là chưa biết gì về kính áp tròng thì có thể mình biết được. Đây là bài hoàn toàn là bình thường thôi. Khi mà anh em đeo kính áp tròng thì nó sẽ hiện những cái ký hiệu lên này. Ký hiệu cái lưng bài á, là mình nhìn cái lưng bài là mình biết được đó là gì, cơ rô trùng bích gì đó biết hết nha. Bài này thì giống 100% bằng ngoài chợ nha. Đó anh em nghe tiếng là anh em biết rồi. À, nghe tiếng là biết là bài cứng rồi, giống y chang bài loại một ngoài chợ đó nè. Nói chung là tùy theo cái loại bài mà chỗ anh em chơi bài nào thì mình cứ liên hệ thì tôi sẽ cung cấp tờ bài đó cho. Đây là bài 2K nha. Đó. Còn cái ký hiệu trên cái lưng này á thì nó, cái số nó ghi như thế nào thì nó sẽ ghi như vậy thôi, 2 3 4 5 6 7 gì đó, ghi chang vậy hết à. Chỉ có con 9 và con 10 thôi khác, như trong cái bộ bài này á thì nó sẽ khác xíu thôi. Còn cái này là hai nè, mình có thể biết cả chắc lá bài luôn nha anh em. Đó, con 2 nè, đây con 4 nè, đây 4 nè, đó 4 nè, đây con 3 nè. Đó, như thế, này làm sao mà anh em thua được chưa, như chưa bay ngửa thì anh em chơi xì tố xì lát chơi phạm thiết câu cá gì đó thì anh em thấy rất là hiệu quả đúng không, rất ok luôn đúng không, và cực kỳ là chuẩn xác luôn, như chơi bài ngửa thì làm sao mà anh em thua được đúng không. Đó, có hai cái con khác là con 9 và con 10 thôi này. Như con 9 bình thường á, nếu mà ghi bình thường như thế này á anh em là bị nhầm với con 6 liền à. Nên nhà sản xuất mặc định luôn cái ký hiệu con 9 nó sẽ khác như thế này này, hình cái móc khóa à, hình cái móc khóa này quay cỡ nào vẫn là 9 thôi, nên nó là mình sẽ chơi rất là ok luôn nha, có lộn với đâu được hết á. Đó, đây con 8 này. Đây, có 10 được khác nữa thôi, kiếm có 10 cho anh em xem này. Đây con 9 này, đây 9 chuồng. Rất là đơn giản thôi, chuồng người gạch trên gạch dưới. Nay giới thiệu sơ qua cho anh em thôi, còn những anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể ghé qua trực tiếp cơ sở cũng được, gần chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh. Đầy đủ hết. Các dụng cụ luôn. Đây còn là kính này thì mình nhìn con 10 đây, đây. Con 10 này, con 10 nếu mà ghi bình thường á sẽ có số 1 và số 0 đúng không? Có hai số đúng không? Nên nó là nhà sản xuất cũng rất là khó để ghi, mà cho dù ghi được nữa thì cũng rất là khó nhìn. Nên nhà sản xuất mặc định luôn ký hiệu như thế này là biết ngay con 10 đúng không? Hình cái thanh giá, à, chữ thập đó, nhìn vào biết ngay con 10. Mình có thể biết cả chắc lá bài bằng cái ký hiệu xung quanh này. Này là nước rô, đây con 10 rô đúng không? Đó, như thế này thì làm sao mà anh em thua được, như chơi bài ngửa đó anh em, không khác gì hết á. Nên đây con phân teo thôi không có gì. Em thấy ok không? Quá chuẩn xác ha. Đây có 10 chuồng này, nó như nó đó không, nó giới thiệu sơ sơ qua như vậy thôi, còn những anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn đó anh em thì có thể có trực tiếp cơ sở cũng được,
Bài này thì giống 100% bài nội trợ nên là mình sẽ rất là dễ dàng lùi lách vào xong vào sở chơi. Rồi nếu nào quan tâm về cái sản phẩm kính áp tròng này thì hãy nhanh tay liên hệ và sở hữu nha. Từ giờ tới cuối năm á thì bên cơ sở tôi có tặng kèm đầy đủ một bộ để anh em xài khi mà anh em mua cái loại này ha. Nước ngâm, nước nhỏ, dụng cụ đeo len, bài thì anh em có thể lựa chọn thoải mái, xanh đỏ, caro hay tiền đô gì đó là có đầy đủ hết nên là mình không phải lo nha. Bài thì tất nhiên phải tặng nguyên cây nguyên hộp như thế này nè, chứ không phải là bài, đây là bài mẫu thôi, tôi bắt lấy vậy thôi. Còn khi nào mà anh em mua thì tất nhiên phải là tặng bài nguyên cây nguyên hộp hết để cho anh em dễ chơi nha. Đó, nên là mình không phải lo đâu về vấn đề đó đâu. Quan trọng khi mà anh em chơi kính áp tròng này là bắt buộc anh em phải thả được bộ bài của chúng ta sân chơi đó anh em, chứ không phải là lấy bài chợ mà chơi đâu. Nên là anh em hãy lưu ý nha. Rồi ngoài kính áp tròng này thì bên cơ sở tôi có phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa là có đầy đủ hết. Nên là mình cần cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.